Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Trà Vinh các bạn ơi. Hôm nay mình quay trở lại cái vườn mai của anh Diễn các bạn. Qua video thì mình cũng xin cảm ơn tất cả những anh em đã ủng hộ anh Diễn trong những lô mai trước các bạn. Anh đã giao lưu rất là nhanh gọn. Hôm nay anh về được hai gốc là VIP nha. Mai tàn một cốt. Đế sứ luôn. Dạo đầu vô mình quay chi tiết cho các bạn xem. Anh em nào thích gốc nào thì mình liên hệ với anh Diễn để mình sở hữu các bạn ơi. Rồi, xin chào anh Diễn. Xin chào anh em nha, trên mạng nha. Thì nay tôi có cặp mai có cây đẳng này, cây dảo là gai. Cái cây này bông bảy tám cánh không mà chủ nhà nói vậy mà mình chưa thấy bông cây mà có cái lô mai thì lô cây đẳng là cây dạ cây dảo viêm dạ. Rồi này bứng về hồi nào anh Diễn? Mới bứng về hồi chắc chiều. Dạ. Hàng nóng luôn anh. Hàng nóng luôn. Rồi anh mới bứng về đó các bạn ơi, hàng nóng luôn giao giao lưu với anh em. Rồi gốc số 1 các bạn ơi. Rồi chiều cao này khoảng như anh Diễn? Chiều cao này từ dưới ra đây lên đỉnh nó gần 3 mét. Rồi gần 3 mét các bạn ơi. Cái tàn rất là đẹp nha. Tàn đẹp dữ lắm, cái tàn thông nha. Tán ngang khoảng như anh Diễn? Tán ngang 2 thước rưỡi. Rồi 2 thước rưỡi có tên. Cái này mặt bông sao anh? Bông cây này nói chung với lô cây dảo riêng đắng mà chủ nhà nói là cây này là cũng đi dảo mà tôi đoán là cây này có 7-8 cánh. Dạ. Đây các bạn ơi. Cây này rất là sung nha. Lá cái xanh mơn mởn luôn. Rồi từ 7 đến 5, 7 đến 8 cánh trở lên đó anh. Lô mai này ta sửa này mấy chục năm rồi. Cây này tầm khoảng nhiêu tuổi anh vậy? Cây chủ nhà nó 3 mấy năm. 3 mấy năm ha. Cây này cũng sửa các bạn. Qua nhạo luôn nha. Qua nhạo hết trơn nha. Dạ. Từ dưới lên luôn. Đây cái dàn xương bên trong nha, cây là một cốt thẳng đứng. Cũ là cực kỳ cũ. Đây, quá tay cái cũ này bạn ơi. Đây. Cũ đế là không có cũng chê cái phản nào hết. Đế kêu đế gì anh vậy? Cũ sứ. Cũ sứ anh. Rồi anh Diễn đo thông số có phản bao nhiêu anh Diễn? Cây này bộ đế điệu cho ông ơi, bỏ móng luôn nha. Cây này nó có một thông số không các bạn? Rồi hoành chứng như anh 46 hoành. Ok anh ơi, 46 hoành. Cái này 17. Rồi tay cành 17 các bạn ơi. Đường kính ngang, đường kính ngang cái bầu các bạn ơi 92 ha. Rồi đây là anh Diễn 6 cái củ đế các bạn ơi. Cây thước. Rồi 1m50. Đi đâu vòng như bạn xe là cái bầu đế. Cái củ sứ này nha. Mình sẽ quay đi tứ diện hết các bạn cho anh em xem. Đây. Quá tài luôn. Đây bên em cây này là đặt vô cái bồn cao lên chích nữa là nhìn thấy nó khiếp lắm. Tất đổ bông cái nhìn không thấy thân cây. Rồi số 1 này anh em là thiện chí muốn sở hữu là giá nhiêu vậy anh Diễn? Cái này mình giao lưu với anh em là 110 triệu. Rồi 110 triệu. Có hỗ trợ gì không anh? Hỗ trợ anh em 200 cây số. Rồi bao xếp cho anh em 200 cây số, giá 110 triệu các bạn ơi. Mai cây này là cây dảo riêng. Là không có lai nha. 8 đến 12 cánh chứ không có lai nào 5 cánh trong này nha. Nó rạc đi luôn, cây này là nó nguyên thú. Bông chùm không anh? Bông chùm. Đây quá tay bộ tạng đẹp. Nhẹ nha, bông bự lắm nha các bạn. Nguyên con thú luôn ha anh. Là nguyên thú luôn. Tay cành nhạo luôn các bạn ơi. Tay cành nhạo là từ dưới gốc tới ngọn luôn. Này nhà bao lâu rồi mới thành phẩm vậy anh Diễn? Ba mấy năm chung bày cây đắng. Đây cây này khá đẹp các bạn ơi, cốt cành nhạo lớn nha. Cốt cành là không có chê chỗ nào, nó nhạo lên tới đọt, nó tới đọt nó lên tới đọt, đoạn trên là nó vẫn còn lắc nha các bạn. Một cốt đi lên, lắc lượn luôn. Lên tới đoạn trên nó vẫn còn lắc. Mặt bông thì anh Diễn chia sẻ là 8-12 cánh bạn ơi. 12 cánh. Cây này cây dảo. Cái ông này thì ổng có một cây mọc, và cây này nè, cây dảo này là ổng kêu dảo cúc gì đó mà tôi nào giờ chưa từng thấy dảo cúc nó là sao. Dạ. Ông nói cái bông nó như bông cúc kia đó nha. Cây này hả anh? Ừ. Bông có tròn chứ không phải nụ dài như bông mấy bông kia. Ông kêu cây dảo cúc vậy đó mà tôi chưa từng thấy cái dảo cúc nó ra sao. Này em có xin được cái hình cũ của cái bông này không ra anh? Ông thằng con hôm qua nó đi chuyện nó có nhà tôi xin được cái hình đó. Ông nói con có chụp lại cây này. Dạ. Cậu không thấy cái thân. Dạ. Rồi chiều cao khoảng nhiêu anh Diễn? Chiều cao cây này 2 thước rưỡi. Rồi. Tán cũng 2 thước rưỡi luôn. Rồi tán ngang 2.5 thước, chiều cao 2.5 thước các bạn ơi. Tàn thông rất là đẹp nha. Cây này nguyên một cái hình thú luôn các bạn đây nè. Hình thú. Quay vòng cho bạn xem nha. Có đuôi đàng hoàng luôn.
nguyên bệ đặt luôn. Ừ. Có cái đuôi nè. Đằng trước ức thì có hết trơn luôn nha. Đầy đủ hết rồi. Ờ bây giờ cái rễ này tôi không dám bào, bởi vì tôi bào ra cái nó ra nguyên rõ nét thú luôn. Cái rễ này nè. Đây nó có xuống rồi. Để đi anh em. Hai cái chân. Anh em nào về thích thì anh em để không thôi, anh em có thể cắt. Anh em có quyền cắt. Dạ, đây hoàng mặt phía đây bạn. Cái này vàng xương quá đẹp luôn các bạn ơi. Vàng xương từ dưới lên trên là không có lỗi đâu hết trơn các bạn. Không có trụng đâu hết trơn á. Rồi anh Diễn đâu thông số có khoảng nhiêu anh Diễn? Đây có một thông số quận các bạn. 42. Rồi 42 hoành chỉnh luôn các bạn ơi. 42 hoành chỉnh. 30. Mình con thú là 30. 17. Cốt canh nhất 17 các bạn ơi. Rồi anh Diễn sẽ đo cái nồi đế. Rồi nồi đế là 1,3 các bạn ơi. Cây này quá đẹp luôn nha. Nhưng mà không có dê, cây dẫu riêng này không dê cái phản nào đâu. Nhỏ nhưng mà có vỏ các bạn ơi. Nói chung là chơi cây này là hai cặp mai này chơi liều được. Đặt xuống rồi sau này lên tiền hết luôn. Rồi anh Diễn ơi, góc mã số 2 này giao lưu với anh em giá nhiêu anh Diễn? Mã số 2 này giao lưu với anh em 95 triệu. Rồi 95 triệu các bạn ơi. Vẫn hỗ trợ bao xếp cho anh em 200 cây số. 200 cây mấy anh em mua cây này chơi xem xét cho kỹ nha. Cây này nuôi lên tiền chứ lắm các bạn. Bạn chơi rồi bỏ thời gian lên tiền. Cây còn tơ lắm. Ta sửa thành phẩm rồi gì chỉ thả thôi. Chứ còn mình không sửa dây gì nữa nha. Cái này tôi chủ nhà nó không bán. Nó con nó bỏ vô khoảng 4 tấc cái này nè. Cái con nó bỏ vô cho. Rồi đây mặt phía bên đây các bạn ơi. Chào anh em trên mạng qua vừa qua rồi ủng hộ mình mấy cây clip vừa mấy cây vừa qua rồi. Hôm nay mình cảm ơn anh em nha. Hôm nay tôi có lên cặp mai đẹp. Anh em xem thì kỹ rồi có dạ, alo tôi. Cặp mai này chung là cặp mai lên tiền nha các bạn. Nuôi lên tiền. Rồi. Chơi vừa đẹp mà vừa giá trị nữa anh. Vừa đẹp và vừa sau này mình nuôi lại mình bán được tiền lớn nữa. Rồi ok anh ơi. Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Hẹn các bạn vào ngày mai vào lúc 18 giờ chiều. Chúc các bạn giao dịch thành công với anh Diễn nha. Rồi chào tạm biệt các bạn.